Em Nhung lại tiếp tục quay video cho cả nhà một ô đất ở tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây lô đất thuộc tổ dân phố Lai Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và đây trước mặt chúng ta là trục chính cả nhà nhé. Và lô đất của em ở tại xe máy kia luôn. Với lô đất chưa qua nhà đầu tư, giá F0, diện tích 100m², mặt tiền 5m, hậu cũng 5m luôn. Chỗ này là có 3 lô liền nhau cả nhà nhé. Giá bán khởi điểm là 1 tỷ 195 triệu là sở hữu một lô đất. Đường thông ngõ thoáng, đường trước mặt là hai ô tô con tránh nhau, trục chính. Vị trí là thuộc Lai Sơn, Đồng Tâm. Đây ạ, mọi người thấy trên tường đây ạ. Em có ghi A1, A2 đấy ạ. Vị trí của lô đất thì rất là đẹp. Cách chợ Đồng Tâm chỉ khoảng 2 phút đi xe là ra đến chợ, trường cấp 1, cấp 2. Đây ạ, đây, tường cũng chưa đập cả nhà nhé. Hàng F0 chưa qua nhà đầu tư luôn. Đường trước mặt rất là to. Hiện tại thì ở Vĩnh Yên đã tìm được một lô đất đường thông ngõ thoáng như thế này mà giá chỉ có hơn 1 tỷ một xíu thì rất là hiếm luôn. Và lô này thì rất là rẻ. Cả nhà mua đất thì nhớ liên hệ cho em Nhung và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới mỗi ngày về nhà đất Vĩnh Phúc. Và em Nhung thì xin kết thúc video tại đây. Cả nhà xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung nhé. Lô đất này thì diện tích 100m², mặt tiền 5m, hậu 5m, hướng đông bắc nha cả nhà nhé. Mát và thoáng luôn. Và xin chào cả nhà.